Lợi dụng thời gian được tại ngoại để nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, một nữ quái bị truy nã về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức đã bỏ trốn sang Campuchia. Mới đây, đối tượng này đã bị Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ. Đối tượng trốn truy nã là La Thị Huyền, sinh năm 1991, trú quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, vào đầu năm 2019, Huyền đã móc nối với một số đối tượng làm thủ tục cho 3 người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình, nhập khẩu về các hộ tại xã Yơ, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, với thông tin cá nhân giả để làm giả giấy tờ nhằm lừa dối cơ quan chức năng, tổ chức đưa 3 người này xuất cảnh sang nước ngoài trái phép. Hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép.